biết cô tập nói, mẹ đã dạy cho con giai điệu tự hào, bài hát vang lên con ngây thơ chưa hiểu gì. Dù ngày tháng con đeo màu khăn quàng đó, tự hào dòng hát cất lên, bài hát oai hùng, bài hát từ chiều con tim. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gồng gành xa. Bài hát ấy vang trong tim con, bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường, bài hát ấy khiến con dưng dưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc, cùng chiều người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta vững bền. Chào các bạn chờ một chút nha. Cô tập nói, mẹ đã dạy cho con giai điệu tự hào, bài hát vang lên con ngây thơ chưa hiểu gì. Dù ngày tháng con đeo màu khăn quàng đó. Xin chào các bạn. Từ trưa tới giờ tôi nghe nhiều người có trao đổi về vấn đề về công nghệ giáo dục. Gọi là cái sách công nghệ giáo dục của lớp 1. Và từ mấy ngày nay tôi nghe cũng rất là nhiều bạn bày tỏ quan điểm, có người ủng hộ, có người không, bằng bài viết, bằng livestream rất nhiều. Thấy một số bạn cũng có những cách nhìn nhận, đánh giá về cái vấn đề này cũng rất đúng. Và tôi cũng muốn bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề liên quan tới công nghệ giáo dục. Thì thưa các bạn, tôi cũng là một phụ huynh có con đang học những năm tiểu học. Và xin thưa với các bạn rằng là con tôi đã học về cái bộ sách công nghệ giáo dục này được 4 năm. Nói với các bạn là từ lúc mà bắt đầu con tôi đi học về bộ sách công nghệ giáo dục, tôi chưa bao giờ có một cái sự phiền hà, phàn nàn nào về cái vấn đề sử dụng một cái công nghệ giáo dục mới trong cái việc đánh vần. Và tôi thấy rất rõ rằng kết quả trong những năm học lớp 1 của con tôi đó chính là cháu đánh vần rất tốt và rất đúng. Các bạn có thể thấy là trong một số ví dụ, người ta có thể thấy là ở một số vùng miền khác nhau, người ta có thể dùng một số cái chuẩn mực ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên ở cái tiếng Việt của chúng ta thì chúng ta đọc sao chúng ta viết vậy. Nếu các bạn đồng ý với các bạn, tiếng Việt của ta là đọc sao viết vậy. Ví dụ như các bạn thấy ở một số các bạn thấy như cái từ rõ ràng chẳng hạn, thì các bạn đọc rõ ràng, các bạn sẽ viết là rõ ràng. Một số vùng người ta không thể đọc từ rõ ràng được và người ta sử dụng là rõ ràng hay là rõ ràng. Thì khi đọc sai thì một số người sẽ viết sai. Các bạn thấy đó các bạn, khi mà người ta đọc sai người ta sẽ viết sai. Vì vậy cho nên cái vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta làm sao chuẩn mực lại. Chúng ta tìm cách chuẩn mực lại cái vấn đề đánh vần của các em. Đó là làm sao đánh vần cho đúng để chúng ta viết cho thật đúng. Và nếu đánh vần chưa đúng thì chúng ta cũng tạo ra một cái cơ sở chuẩn mực nhất, bắt buộc những người chưa chuẩn phải làm chuẩn lại. Ví dụ như các bạn thấy ở một số vùng như chữ L và N nhé. Tôi thấy các bạn có thấy khó chịu hay không khi mà một số bạn lên trên mạng xã hội viết một số bài mà các bạn ấy nhầm lẫn giữa chữ L và chữ N. Các bạn thấy khi người ta đọc và người ta viết, đọc thế nào viết thế ấy, cho nên rất là nhiều người lẫn lộn. Và vì vậy cho nên chúng ta khi sử dụng cái biện pháp trong cái sách công nghệ giáo dục ấy, thì nó sẽ làm cho chúng ta chuẩn mực lại, biết đánh dần rõ ràng hơn.
Ví dụ như từ rõ ràng các bạn thấy là RORO ngã rõ, đúng không các bạn? Nhưng nếu các bạn đọc thì các bạn còn đọc là rõ ràng hay là rõ ràng. Mà nếu các bạn đọc sao bạn viết vậy, có nghĩa là chúng ta đã viết sai. Như vậy chúng ta chính là những người phá đi tiếng Việt của mình. Ở vùng miền khác nhau, chúng ta có người bị ngọng, chúng ta có người thế này thế khác. Nhưng mà để chuẩn mực lại tất cả những vấn đề đó, buộc chúng ta phải có một cái phương pháp để bắt buộc tất cả những người, dù chúng ta không thể nói đúng nhưng chúng ta vẫn phải viết đúng. Chúng ta do chúng ta đớ, chúng ta ngọng, chúng ta thế này thế khác, nhưng mà chúng ta nếu như không có phương pháp biện pháp thì chúng ta sẽ viết sai. Đó là cái chuẩn mực. Chúng ta lấy cái chung, ví dụ như là chúng ta có 54 dân tộc anh em, chúng ta có truyền thống, chúng ta có văn hóa của mỗi vùng miền là khác nhau, của mỗi dân tộc khác nhau. Tuy nhiên khi pháp luật được đề đạt thì tất cả đều phải quy chung cho cái chung nhất. Ví dụ như là trong cái quốc hội của ta, người ta có rất là nhiều người dân tộc trong đó. Và khi đưa ra một luật thì các luật đó nó cũng phải phù hợp với những vùng miền của những người dân tộc. Cho nên là chúng ta cũng thế. Ở trong cái vấn đề giáo dục thì các bạn thấy đó, chúng ta rõ ràng là trong suốt một thời gian khá dài, các bạn nhớ là các bạn, những bạn nào có đi học phổ thông, các bạn sẽ thấy là chúng ta đã, tự thân chúng ta đã phá đi tiếng Việt của ta khá nhiều. Các bạn nhớ là ngày xưa chúng ta khi nói về từ hoặc thì các bạn thường dùng tiếng Anh ghép vô, đó chính là dùng chữ O trong tiếng Anh. Hoặc là các bạn khi các bạn nói về từ của, các bạn lại muốn viết cho nó nhanh hơn, các bạn lại dùng từ of. Hay là có một số bạn lại sử dụng cái chữ dậy, thì các bạn thay vì giờ ay dây nặng dậy thì các bạn lại viết bằng chữ sách. Rõ ràng chính chúng ta là những người tìm mọi cách để đơn giản quá ngôn ngữ, đơn giản quá chữ viết của mình để làm sao theo kịp. Ví dụ như ngày xưa các bạn thấy là cái mô hình đọc viết của thầy cô đó, đọc cho các bạn viết không kịp, các bạn phải buộc phải dùng các cách đó để đơn giản đi. Cũng vậy, nền giáo dục hay là bất cứ một cái công nghệ nào đó, hay là một cái sự hoạt động nào đó của xã hội đó, thì cần phải có sự nghiên cứu và cải tiến. Ngày xưa các bạn thấy những một cái tivi, một cái màn hình máy tính nó to đùng ở khúc đằng sau, nhưng qua thời gian phát triển chúng ta đã ép lại thành một miếng kính. Cái tivi của ta là tivi màn hình phẳng và rất mỏng, thay vì một cái tivi có một cái khúc ở đằng sau, một cái lưng gù đằng sau to đùng. Chúng ta buộc phải đơn giản quá mọi cái để làm gì, để chúng ta tiến bộ và văn minh, để phát triển. Đó là công nghệ. Cũng vậy, trong quá trình rõ ràng là một số bạn là người Công giáo rất là hãnh diện nha. Tôi nói đây, các bạn Công giáo có đây, các bạn sẽ rất là hãnh diện khi các bạn nói rằng chữ Việt của ta, tiếng Việt, cái chữ viết của tiếng Việt ấy, là do những người, do Alexander Ross đem qua đây, gọi là dùng tiếng Việt đó, dùng cái chữ viết đó để truyền đạo. Ở một số người có thể là không đồng tình với quan điểm này, nhưng mà một số bạn Công giáo sẽ rất vui mừng và hãnh diện khi rằng đạo Công giáo mang chữ viết đến cho người Việt Nam ta. Có thể có người bảo rằng đó là không cảm ơn thằng cướp để lại con dao. Đúng, tiếng Việt nó vô đây theo tôn giáo, chữ viết của mình vô đây qua cái việc truyền giáo của một số linh mục. Nhưng mà chính những số linh mục đó cũng mang thực dân đế quốc đến để mà phá nát đất nước ta, để đất nước ta đô hộ với thực dân Pháp. Vì vậy cho nên là một số người cho rằng là không cảm ơn thằng cướp để lại con dao, đó là quan điểm của họ. Nhưng mà vấn đề của ta ở đây thế này, chúng ta đã rất hãnh diện vì chúng ta đã có cái tiếng Việt này, nhưng qua thời gian chúng ta đã cải biên tiếng Việt rất nhiều lần. Các bạn nhớ là ngày xưa khi Bác Hồ viết tác phẩm Đường Cách Mệnh, rõ ràng cái từ cách mệnh đó chính là Bác Hồ đang dùng chữ ca chứ không phải là chữ cờ. Chúng ta cải biên rất nhiều lần. Chúng ta làm sao để cho chúng ta có cái sự đơn giản nhất, để cho chúng ta có cái cách sử dụng cái ngôn ngữ chữ viết của mình một cách hiệu quả nhất. Do đó cho nên là các bạn thấy đó, có nhiều bạn ngày xưa tôi cho rằng là tầm sư học đạo, tôi cho là tầm sư, nhất là các cái môn mà toán lý hóa, tôi nói các bạn đã đi tìm thầy giỏi để học, nhất là những năm cấp 3 các bạn luôn luôn đi kiếm thầy giỏi để học, để làm gì? Để các bạn năm không mất kiến thức cơ bản, là để các bạn học tốt hơn. Tìm thầy giỏi là để học tốt hơn, đúng không? Mà các bạn thấy đó, thực tế thì tất cả các thầy cô đều học ở một trường sư phạm ra, họ đều học cùng một cuốn sách, nhưng tại sao có thầy giảng dạy ta hiểu và có thầy giảng dạy ta không hiểu?
Bởi vì ăn nhau cái phương pháp, người ta biết sáng tạo ra cái phương pháp để dạy cho học sinh hiểu. Có một số người không thể hiểu được, có một số người dù đã đi học thầy giỏi rồi nhưng không thể giỏi được. Một số người tìm được thầy rất giỏi, ai học thầy đó cũng giỏi cả, nhưng đến khi anh ấy vô học thì anh ấy học không được, vẫn học dở như thường. Đó là do ngộ tính của anh ta thấp. Đúng. Thầy đã giỏi, ai học cũng giỏi, mà người đó học không giỏi thì do người đó dở. Tôi thấy trong suốt cái thời gian vừa qua, rất là nhiều người lên trên mạng xã hội này bình luận phê phán về cái công nghệ giáo dục. Tôi kiểm tra lại trình độ của những người đó, tôi phát hiện một điều hết sức bất cập. Đó là những người cực kỳ dốt. Một số người chưa tốt nghiệp được 12, nhưng khi ra quán cà phê lên mạng xã hội thì bàn về chuyện giáo dục hết sức phi lý, phải không các bạn? Khi chúng ta bàn về vấn đề giáo dục, muốn góp ý xây dựng ngành giáo dục thì chúng ta phải có một cái trình độ nhất định, chứ không phải bằng cảm tính, nghe ai chửi thì chửi theo. Tôi thấy trong cái việc sử dụng công nghệ giáo dục lần này không hề liên quan tới cuốn sách hay là cái nghiên cứu gì của ông giáo sư Bùi Hiền cả. Và đây là chúng ta đã thực hiện cái việc sử dụng cái công nghệ giáo dục này, cách đánh vần này, kể từ những năm 70 đến bây giờ. Và mỗi năm chúng ta thực nghiệm, chúng ta làm, và đến nay đã có hơn 50 tỉnh thành đã sử dụng cái vấn đề công nghệ giáo dục này. Và rõ ràng chúng ta đã làm rất tốt. Các bạn thấy đấy, bao nhiêu năm nay học trò nó vẫn học đấy thôi, và rất là nhiều trường được đạt chuẩn cũng do các cái công nghệ giáo dục này. Phụ huynh học sinh hàng năm vẫn là đi sắp hàng đưa con vào những trường có cái môn công nghệ giáo dục. Tại sao năm nay lại có vấn đề? Có phải là vì chúng ta đang bị vướng bận vào cái nghiên cứu của ông Bùi Hiền mà chúng ta quan tâm hơn tới vấn đề công nghệ giáo dục? Có một bạn nói rằng là các bạn không mua được sách công nghệ giáo dục, mất công đi mua rồi năm sau là đổi sách. Tôi nói các bạn không biết. Bản thân tôi cũng như là nhiều người có con đi học thì đường thường thường là những năm mà khi mà vô cái năm lớp 1 đầu tiên mà có liên quan tới bộ môn công nghệ giáo dục tiếng Việt thì rõ ràng chúng tôi rất là khó khăn khi đi mua sách, là bởi vì nó khác với những cái lớp cái trường thông thường đó, cho nên là khi đi mua thì lại phải mua đúng cái đó thì mới học được, vô cái trường đó là phải học cái sách công nghệ giáo dục đó, cho nên là một số người mua không được. Tuy nhiên thì những cái trường nào có dạy giáo trình này thì người ta đều có hỗ trợ cho phụ huynh. Đó là một số người lại lấy vấn đề là không mua được sách rồi đổ lỗi, rồi xuyên tạc rằng là liên quan tới chữ Tàu, chữ này chữ nọ. Tôi nói các bạn, tôi thấy là liên quan tới cái việc đánh vần trong cái công nghệ giáo dục, người ta đã cố gắng làm sao để chúng ta biết thế nào là âm và thế nào là tiếng. Ngày xưa chúng ta đọc từng tiếng một, ví dụ như là thưa ba má con đi học, có nghĩa là chúng ta cứ đánh, chúng ta cứ nói à nhìn vô bao nhiêu chữ đó là biết là thưa ba má con đi học. Nhưng mà bây giờ người ta bắt chúng ta phải đánh vần, nghĩa là ư a ưa thờ ưa thưa, nghĩa là học trò nó dòm vô cái đó là nó biết được. Rõ ràng các bạn thấy là chữ k vô, chữ q vô, một số cái chúng ta đều quy về chữ k cả. Tôi lúc nãy tôi có thế nào nhỉ, một số người luôn luôn nói rằng là sách công nghệ giáo dục của lần này đó chính là cái việc mà chúng ta học chữ Trung Quốc hay là đi theo Trung Quốc. Tôi nói các bạn nói thế nào, cái bộ sách công nghệ giáo dục tôi chỉ thấy nó có một điều duy nhất, đó chính là nó dạy người ta đánh vần và học chuẩn hơn, đọc chuẩn hơn. Còn ngoài ra các nội dung khác tôi thấy nó rất bình thường. Các bạn đã từng cầm cuốn sách công nghệ giáo dục lần nào chưa? Đã từng mua cuốn sách tiếng Việt đó về và xem nó dạy đánh vần thế nào chưa? Rõ ràng là các bạn không biết đánh vần, và bây giờ là người ta dạy các bạn đánh vần. Và bây giờ các bạn thấy đấy, học trò sau khi biết đánh vần về rồi chữ gì nó cũng đánh được, cũng đánh vần được cả, tự nó học, không cần các bạn dạy. Không, học trò sau khi mà nó biết đánh vần rồi thì về tất cả các chữ nó đều tự đánh vần, chứ không phải là vấn đề của chúng ta ở đây là chúng ta về chúng ta dạy. Không,
tại sao các bạn lại muốn cho học trò của mình nó về các bạn phải dạy? Các bạn hay có cái việc đó là học trò nó học trong lớp xong về các bạn dạy thêm, không? Cho nên là tôi mới nói với các bạn là sau khi mà tôi xem hết lại thì rất là nhiều người nha, khi mà lên chửi bới về sách công nghệ giáo dục thì tôi coi lại trình độ các bạn không tới đâu. Và các bạn hoàn toàn là chỉ biết khi mà nghe tới công nghệ giáo dục là các bạn chửi. Các bạn không biết đó là cái gì. Tại sao mình chửi cái mình không biết? Không, cũng giống như tôi nói các bạn, cái chuẩn mực của cái đánh vần đó là ở mọi vùng miền khác nhau người ta có cái cách gọi của một cái vấn đề khác nhau. Ví dụ như các bạn như con cá rô đi, nhưng mà ở vùng của Hồng Ngự hay là của vùng Tân Hồng thì người ta đâu gọi là con cá rô đâu, ta gọi là con cá vô, bỏ con rổ, bỏ vô gỗ nhảy gồ gồ. Không, nhưng mà ở tất cả các cái huyện khác của Đồng Tháp này thì nó lại bảo là con cá rô. Như vậy thì để chuẩn mực quá lại cái này, người ta buộc nó phải biết đánh vần là ô r o rô, không, hay rõ ràng hay là gõ gàng, buộc người ta phải biết đánh vần để sửa cái sai. Bởi vì tiếng Việt của chúng ta, chữ viết của chúng ta là đọc sao thì viết như vậy, vì đọc sao viết vậy cho nên đọc tầm 7 là viết ra tầm 7, gõ gàng là nó sẽ ra là ở dưới cái từ gõ gàng. Các bạn sẽ đọc nó là g o go ngã gõ, g an gan quyền gàng, gõ gàng. Các bạn sẽ viết là gõ gàng chứ không phải là rõ ràng. Nhưng khi mà sách công nghệ giáo dục nó hướng dẫn các bạn là o r o ro ngã rõ, a ng an r an rang quyền ràng, nó dạy học trò cách đánh vần chứ có cái gì đâu các bậc phụ huynh. Hả? Đó. Đó là mấy cái điều mà tôi muốn nói với các vị, chia sẻ với các vị. Các vị thấy, đừng thấy người ta chửi rồi mình chửi theo, đúng không? Đừng thấy có cái gì đó khuất tất trong vấn đề Trung Quốc ở đây, các vị bị ám ảnh quá rồi, đúng không? Một điều nữa nói các bạn, đó là tôi muốn hướng lái sang vấn đề chính trị một chút ở trong, và chính trị và tôn giáo một chút ở trong vấn đề này. Như lúc nãy tôi nói với các bạn, đó là chúng ta có 54 dân tộc anh em. Không, chúng ta cũng có, tất cả mọi dân tộc đều có cái văn hóa riêng, có cái truyền thống riêng. Tuy nhiên thì nó có một cái điều thế này, đó là khi mà chúng ta ban hành luật lệ, thì khi quốc hội ban hành luật lệ thì phải trên cơ sở làm sao để tất cả mọi dân tộc nó đều được chuẩn hóa. Không, chúng ta phải ràng buộc tất cả mọi dân tộc, cái nề nếp của họ vô cái nét văn hóa thật chuẩn mực nhất. Không phải phá hủy nền văn hóa của họ, nhưng mà chúng ta làm sao để tất cả những cái luật lệ ấy nó phù hợp và nó điều chỉnh một số hành vi của một số nơi. Ví dụ chúng ta có thể thấy là đạo Thiên Chúa cũng thế. Đạo Thiên Chúa có thể là các bạn có một cái lễ rước kiệu Đức Mẹ đi. Các bạn nói, nếu các bạn nói, các bạn muốn nói về tự do tôn giáo, cái này là các bạn muốn rước kiệu Đức Mẹ đi ra đường, đi vòng vòng ngoài đường. Đạo Phật thì có lễ Phật đản, các bạn cũng muốn rước cái xe của Phật đi vòng vòng ngoài đường. Mỗi tôn giáo đều có cái nhu cầu hoạt động của mình trong xã hội. Như vậy thì nếu như chúng ta không có một cái luật lệ chung để quy phạm tất cả và đưa tất cả mọi cái vô nề nếp và khuôn khổ, ví dụ như anh muốn hoạt động như thế, anh muốn đi ra đường, đem cái hoạt động tôn giáo anh ra ngoài khuôn viên của hoạt động, khuôn viên thờ tự, thì buộc anh phải xin phép chính quyền để làm sao không ảnh hưởng. Khi chính quyền đó cho phép thì chính quyền sẽ có tổ chức cho anh, và họ sẽ bảo vệ cái đoàn người của anh, và anh là người, cái hoạt động của anh là hợp pháp, được chính quyền công nhận. Bởi vì ngoại trừ cái hoạt động tôn giáo của mình ra thì người chúng xung quanh chúng ta còn có những người không thích tôn giáo của mình, còn có những người ngoài tôn giáo của mình. Cho nên là chúng ta buộc phải biết tôn trọng xã hội. Chúng ta phải biết tôn trọng xã hội, mà khi chúng ta biết tôn trọng xã hội thì đó là chúng ta có sự công bằng. Tự do tôn giáo không phải muốn làm gì làm. Ví dụ như các bạn nói, các bạn trong cái vấn đề tránh thai chẳng hạn. Đối với việc tránh thai của đạo Công giáo thì người ta bảo rằng các ngươi, Chúa dạy là các ngươi không được giết người. Nhưng mà dùng biện pháp tránh thai lại là một cái hành động giết người, đúng không? Cản trở sự sinh đẻ. Thứ hai đó là gì? Các bạn không được phá thai, vậy phá thai là giết người. Tuy nhiên nếu các bạn không làm điều đó, các bạn sẽ xảy ra rất là nhiều việc. Ví dụ như khi mà các bạn đi siêu âm, các bạn biết là có một đứa bé nó bị tật nguyền, nó bị bại não chẳng hạn, mà trong bụng mẹ ta đã thấy rồi. Nếu các bạn lại cố gắng không
bỏ nó đi, thì các bạn chính là tạo ra một cái sự sống hết sức đau khổ cho đứa bé và cho cả người thân của nó. Đúng, chúng ta lọc, chúng ta phải chọn lọc cái chất lượng về dân số của mình, đó là quy định và đó là cái tính nhân văn của tất cả những cái hoạt động chọn lọc để mà chúng ta có được cái chất lượng dân số tốt, đó là điều quản lý nhà nước, người ta nói thế. Ví dụ các bạn thấy là cái chân lý của mình không phải là chân lý của người khác. Các bạn lên trên mạng chửi nhau rần rần đây, có bạn bảo rằng như thế này là đúng, có bạn bảo rằng như thế này là chưa đúng. Như thế chúng ta phải biết được rằng là cái việc mình không muốn nhưng mà mình cũng không thể bắt người ta phải theo ý của mình được. Do đó cho nên là các bạn thấy trong cái vấn đề về vấn đề chính trị, vấn đề tôn giáo, tự do tôn giáo chẳng hạn, thì các bạn thấy là chúng ta phải biết tôn trọng người xung quanh. Ví dụ như giáo phận Vinh vừa có một cái văn bản tuyên bố về của Ủy ban Công lý và Hòa bình ấy, thì lại là có một cái việc là ra tuyên bố về tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng chẳng hạn. Trong khi ông Lê Đình Lượng này đối với xã hội là một kẻ chống phá đất nước, đi theo tổ chức khủng bố, đúng không? Và làm các hoạt động gây hại cho đất nước. Thế các bạn nghĩ sao? Chuẩn mực của ông, của giáo phận Vinh, đúng không? Là đem một cái kẻ chống phá đất nước mình ra để tôn vinh là tù nhân lương tâm. Nhưng đối với dân Việt Nam nó chả có lương tâm gì cả, bởi nó đang phá hoại hòa bình. Cũng như Ủy ban Công lý và Hòa bình cho rằng việc đưa ông Lê Đình Lượng này lên là tù nhân lương tâm. Nhưng đối với xã hội thì Lê Đình Lượng là kẻ tội đồ. Cho nên là cái chuẩn mực của giáo phận Vinh đang đi ngược lại với chuẩn mực của nhân dân. Các bạn có thấy đem một kẻ tội phạm ra để ca ngợi nó, thì có phải đem đó chính là các bạn đang đi ngược lại lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia? Chúng ta phải thấy được rằng mỗi giá trị của một người phải được đánh giá cho đúng. Ví dụ như là giáo phận Vinh nói là Ủy ban Công lý và Hòa bình tạo ra ủy ban đó, nhưng mà từ hồi mà cái Ủy ban Công lý Hòa bình này ra đời tới nay, có mang lại công lý và hòa bình cho ai chưa? Nói thẳng ra là Ủy ban Công lý và Hòa bình tới giờ này ông chỉ chú tâm vào những người chống phá lại chính quyền, mà trong khi các cái nội dung về chống phá về chính quyền, chống phá về chế độ, muốn lật đổ chế độ, rõ ràng Ủy ban Công lý Hòa bình chưa bao giờ có một cái công tâm để nhận xét đánh giá, mà toàn bộ nội dung chỉ là chống phá. Thế làm sao mà công lý, làm sao mà có hòa bình, đi gây chuyện làm sao mà có công lý và hòa bình được? Ví dụ như tất cả xã hội đều nhìn thấy Lê Đình Lượng là một kẻ xấu muốn lật đổ đất nước. Bây giờ các ông, các bà ở đây lại vô nhà thờ ca ngợi, trong khi chính giáo hội chúng ta lại muốn công lý thì phải xử những kẻ có tội thì mới công lý chứ. Nó có tội với dân tộc này, nó có tội với đất nước này, xã hội này, thì xã hội này dùng luật pháp để trị chừng trị nó. Như vậy là xã hội này đúng chứ. Đã xã hội này đúng thì Ủy ban Công lý và Hòa bình phải công nhận và phải thừa nhận chứ. Vậy thì cái chuẩn mực công lý và hòa bình của một tôn giáo là gì? Chả lẽ là chỉ là trên cơ sở nền tảng tư tưởng cực đoan của một giám mục, tư tưởng cực đoan của một số linh mục chống cộng hay sao? Như thế thì có nghĩa rằng các linh mục ở đây đang hoạt động chính trị. Không, đừng đem hoạt động chính trị vào nhà thờ, vì nó hạ thấp chính tôn giáo của mình. Các vị thấy đó, các vị muốn người ta tôn trọng tôn giáo của mình thì hãy thông qua hoạt động tôn giáo của mình, đó là giáo dục cho người dân, cho giáo dân của mình biết sống tốt đời đẹp đạo, muốn hãy làm cho người ngoài dòm vô thấy được rằng là cuộc sống của giáo dân là những cuộc sống đạo đức, biết yêu thương, biết giúp đỡ lẫn nhau và biết công lý và hòa bình thì phải biết nhìn thấy tội lỗi tội phạm và phải biết tố cáo tội phạm. Đó, chúng ta thấy rõ ràng cả xã hội lên án mà bây giờ ta đi ca ngợi, thế là ta làm gì có công lý và hòa bình ở đây. Thế cho nên là bây giờ chúng ta đang đem tôn giáo mình ra để mặc cả với xã hội, đem chính tôn giáo mình ra hạ Thiên Chúa xuống, đem Thiên Chúa ra làm chính trị, đem giáo hội ra làm chính trị. Như thế thì trong chính trị có đúng có sai, và bước ra làm chính trị thì rõ ràng rằng là mỗi linh mục tự nhiên biến thành một người rất bình thường, đúng không? Ông linh mục mà ông nói chuyện chính trị thì ông cũng như giáo dân thôi. Quan điểm của ông chính linh mục và quan điểm của giáo dân lỡ có chổi nhau, hai bên chửi lộn quýnh lộn nhau thì cũng là bình thường thôi.
Và khi nói về linh mục mà hoạt động chính trị đấy, nhà thờ hoạt động chính trị đấy, thì nó lại càng làm thêm một cái vấn đề khác xảy ra. Đó là khi nếu như thực sự là linh mục theo một đảng phái và giáo dân theo một đảng phái, thế chả phải là ở đây là có sự phán xét sao? Như vậy thì linh mục đúng hay là giáo dân đúng? Không? Bây giờ hay là chính linh mục đang đẩy giáo dân của mình ra khỏi giáo hội? Không? Linh mục tham gia hoạt động chính trị, rõ ràng linh mục đang tạo ra điều kiện và tạo ra cái cớ để chia rẽ giáo dân. Bởi trong giáo dân có người này người nọ, có trình độ, có nhận thức, và trong giáo dân cũng có những người đâu có đồng quan điểm về chính trị đối với linh mục. Mà khi một linh mục tham gia hoạt động chính trị, rõ ràng họ đang cố gắng chia rẽ giáo dân. Và người chia rẽ thì không phải là cái người yêu thương, biết rao giảng lời yêu thương. Chúa Giêsu nói không, thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta nói Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì đâu có sự chia rẽ. Nhưng các linh mục lại mang hoạt động chính trị vào nhà thờ, rõ ràng đang mang chia rẽ vào nhà thờ. Không, các giám mục mà mang chính trị vô nhà thờ, chính các giám mục đang chia rẽ giáo dân, chia rẽ đàn chiên. Bởi vì chính trị là quyền lợi của riêng mỗi con người, chứ không phải của riêng linh mục hay giám mục. Không phải linh mục giám mục nói chính trị phải là đa đảng thì bắt giáo dân phải theo là đa đảng. Giáo dân có quyền chính trị của mình chứ. Và vì vậy cho nên giáo dân có quyền có ý kiến riêng. Và chẳng lẽ như vậy khi cãi lời giám mục, cãi lời linh mục thì không được lên thiên đàng à? Cho nên muốn làm chính trị, hãy bỏ đi cái thân phận tôn giáo để tôn giáo của mình không bị mất đi cái giá trị của mình. Nếu các bạn chỉ mang tôn giáo mình xuống hoạt động chính trị, đem tôn giáo ra để chống cộng, thì các bạn đã biến tôn giáo của mình không khác gì đảng cộng sản, một đảng phái chính trị. Rõ ràng nếu giáo phận Vinh vừa mới ra một cái văn thư về Lê Đình Lượng. Lê Đình Lượng là một kẻ tù tội về vấn đề gì? Chống đối đảng nhà nước, đòi lật đổ chế độ. Linh mục Nguyễn Thái Hợp có đòi lật đổ chế độ không? Giám mục Nguyễn Thái Hợp có đòi lật đổ chế độ không? Có. Đặng Hữu Nam, linh mục cũng đòi lật đổ chế độ. Nguyễn Ngọc Nam Phong cũng đòi lật đổ chế độ. Không? Nguyễn Văn Lý cũng đòi lật đổ chế độ. Nguyễn Duy Tân cũng đòi lật đổ chế độ. Những người đó họ bên vực nhau, có nghĩa là họ bè phái. Mà khi đã bè phái thì làm gì còn công lý và hòa bình. Đó là họ đang cai cú hận thù, muốn dùng cái cai cú hận thù đó và lợi dụng cái nhiệm vụ, chức vụ linh mục, giám mục của giáo hội để chống cộng mà thôi. Do đó cho nên là khi mang tôn giáo ra để mặc cả chính trị thì chính đang hạ thấp giá trị của tôn giáo. Và rõ ràng những người đó là những người đang phá hoại giáo hội chúng ta, đẩy giáo dân, đẩy tất cả đàn chiên của Thiên Chúa đi vào sai lầm và xuống hỏa ngục hết. Bởi một linh mục làm sai, một giám mục làm sai, chủ chăn làm sai thì làm sao mà con chiên có thể lên thiên đàng được? Đấy, rõ ràng ta thấy sự hận thù của giám mục Nguyễn Thái Hợp, rõ ràng ta thấy sự hận thù của Nguyễn Duy Tân trong từng lời nói, việc làm đều như thế. Do đó cho nên là những người mà chia rẽ tôn giáo, chia rẽ lương giáo, rõ ràng không ai khác là chính là những linh mục giám mục này. Họ là những người đang làm vấy bẩn chính Thiên Chúa, vấy bẩn tôn giáo của chúng ta. Một tôn giáo phải thánh thiện, một tôn giáo là phải được sự kính trọng. Không? Nhưng mà hiện tại mang tôn giáo ra làm chính trị, mặc cả với xã hội, thì trước công luận, trước xã hội sẽ được đánh giá. Và được đánh giá ở đây là gì? Nhiều người đã xúc phạm Thiên Chúa và xúc phạm tôn giáo của ta. Các bạn thấy đấy, khi các bạn mang ảnh Chúa và Đức Mẹ lên mạng xã hội thì người ta cũng kêu tên Chúa và Đức Mẹ ra để chửi, đúng không? Nguyễn Duy Tân lên mạng xã hội cầm cây thánh giá đưa ra thì người ta nghiền vào cây thánh giá đó, người ta chửi, đúng không? Rõ ràng trong suốt thời gian qua, các bạn lấy ảnh của lãnh tụ Hồ Chí Minh, của lãnh đạo đảng nhà nước ra các bạn chế, thì người ta cũng lấy ảnh Chúa Đức Mẹ ra các người ta chế. Vì các bạn lấy tôn giáo ra mặc cả nên tôn giáo đã được định giá. Các bạn dùng tôn giáo của mình để mặc cả thì tôn giáo của bạn sẽ được định giá, thay vì tôn giáo của ta là vô giá, đúng không? Tôn giáo của ta là quý giá, không có ai định giá được. Nó nằm ở trong lòng của ta và luôn luôn muốn người khác tôn trọng. Ta luôn muốn người khác tôn trọng tôn giáo mình. Nhưng nếu mình lấy tôn giáo mình ra
để mà mình mặc cả tôn giáo của tao đang chống cạnh này, thì rõ ràng người ta nói ai cộng sản tốt hơn hay tôn giáo tốt hơn, người ta sẽ đem giáo lý của tôn giáo ta ra để so sánh với cái chính cương không điều lệ, rồi người ta so sánh với chủ trương của đảng cộng sản, người ta lấy giáo lý giáo luật người ta ra, người ta so sánh với điều lệ đảng, so sánh với chủ trương chính sách của đảng cộng sản, thế là rõ ràng tôn giáo ta đã được định giá. Nếu ta tốt ta sẽ được công nhận, nhưng ta xấu thì sao? Rõ ràng có bạn nào dám nói rằng là giáo lý của ta đúng 100% không? Ví dụ như những câu nói: hãy mang những kẻ thù của ta ra trước mặt ta, những kẻ không muốn ta ngự trị trên họ và hãy giết chúng trước mặt ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là chúng ta không gọi những thanh niên vi phạm pháp luật là những người hư hỏng, vì những người hư hỏng là những người bỏ đi. Chúng ta hãy gọi họ là những người gì? Là những người chậm tiến, để một ngày nào đó họ được tiến bộ. Hai lối suy nghĩ khác nhau của hai lãnh tụ khác nhau. Thiên Chúa là lãnh tụ tinh thần, là lãnh tụ tôn giáo của Thiên Chúa giáo, đúng không? Hồ Chí Minh là lãnh tụ của Đảng Cộng sản, đúng không? Hai lời phát biểu này nó trái ngược nhau không? Nếu các bạn muốn so sánh thì người ta đem ra so sánh, và như thế giá trị tôn giáo sẽ được định giá. Do đó chính các bạn, những người đem tôn giáo lên mạng xã hội là những người sai lầm. Các bạn hãy nhớ có một cái trang là Phủ Quyền, Giáo Hạt Phủ Quyền. Vừa qua các bạn đã viết một bài liên quan tới Nguyễn Trọng Nghĩa. Một trang tôn giáo đáng lý ra chỉ nên thông tin các hoạt động trong giáo hội. Đó là gì? Đó là hoạt động cầu nguyện, thánh lễ, giúp đỡ lẫn nhau. Đó là các hoạt động giúp đỡ và mục vụ của giáo xứ giáo hạt. Nhưng mà các bạn lại mang hoạt động chính trị của Nguyễn Trọng Nghĩa lên trên trang giáo hạt, và dùng cái trang của giáo hạt đi lên mạng xã hội bình luận vào những trang chính trị. Vậy chả khác nào các bạn đang phỉ nhổ vào chính cái giáo hạt của mình. Bởi rõ ràng khi các bạn lên trên mạng xã hội dùng cái thân phận là giáo hạt thì người ta sẽ chửi giáo hạt của bạn, đúng không? Các bạn nói đúng, nói sai. Nói đúng sẽ được bấm nút like, và nói sai sẽ bị địt like, sẽ bị người ta chửi. Cho nên chúng ta phải biết là giá trị tôn giáo của mình được bảo vệ khi chúng ta phải để nó ở trên bàn thờ, chứ không mang nó lên trên mạng xã hội để trao đổi tranh luận. Các bạn thấy đó, một chân lý ra đời là do sự tổng hòa của các mối quan hệ. Rõ ràng là một người, một con người ví như tôi, Nguyễn Trọng Nghĩa ở đây, Bác Vinh Độ ở kia, ở trên mạng xã hội, người ta đánh giá con người đó như thế nào? Con người đó là sự tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Nguyễn Trọng Nghĩa tốt thì người ta sẽ dòm xung quanh, Nghĩa nó đang sống, nó đang đi với ai, nó đang sinh hoạt với ai, nó đang có bạn bè như thế nào. Đánh giá bạn bè của nó xong, dòm lại con người nó, như vậy nó chơi với bạn tốt nên nó mới như thế. Cho nên ông bà mình mới nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Do đó cho nên là mỗi một người cũng thế, nhìn vào tôn giáo, chúng ta nhìn thấy cái tôn giáo tại sao Thiên Chúa giáo tối ngày bị người ta đánh giá là một tổ chức chính trị, bởi vì tối ngày hoạt động chính trị. Rõ ràng người ta đánh giá Thiên Chúa giáo, Công giáo La Mã, Công giáo Roma ở Việt Nam là một tổ chức chính trị, chứ người ta đâu gọi là một tôn giáo thông thường. Bởi vì sao? Bởi vì chính những người trong tôn giáo, trong Thiên Chúa giáo đã lấy tôn giáo của mình ra hoạt động chính trị. Sai lầm không? Đem tôn giáo ra hoạt động chính trị thì người ta đánh giá mình là một tổ chức chính trị, không? Mà là một tổ chức chống cộng nữa. Mà khi ở trên cái thế giới này mà các bạn nói các bạn chống cộng cái rồi, là tôi thấy cầm cực đoan. Hễ tất cả mọi tổ chức nào mà hãy gom cái từ chống cộng vô cho tổ chức của mình thì ngay lập tức nó trở thành một cái tôn giáo cực đoan. Bởi vì sao? Bởi vì chống cộng, khi ta nói ta chống cái gì đó, nghĩa là nó nói đúng, mình cũng nói nó sai. Rõ ràng khi chúng ta nói nó, chúng ta đâu có công tâm được. Ta nó đang chống nó, làm sao ta công tâm được, đúng không? Tôi nói các bạn, như một số bạn lên mạng xã hội không cần biết tôi viết cái gì, vừa nhào vô một cái là chửi liền.
Nghĩa là họ thù hận cho nên họ không cần xem nội dung. Thậm chí là nội dung nó có viết đúng các bạn cũng sẽ thành sai. Ví dụ như tôi viết một bài liên quan tới ngày tụ trường, tôi ghi là chúng ta học để làm gì? Tôi bảo rằng học là để đền ơn cha mẹ, đi học là để đáp nghĩa thầy cô, học là để phụng sự tổ quốc, học vì tương lai chúng ta. Rõ ràng tôi nói như thế, các bạn thấy sai à? Thế mà một số người lại vào chửi. Cho nên ở đây mình nói, khi các bạn đã có cái tâm chống đối một cái gì đó, làm sao các bạn có công lý, làm sao các bạn công bằng, làm sao các bạn có chỉ hòa bình ở trong đó được? Bởi mình chống người ta làm gì mình có hòa bình. Chống cộng có nghĩa là các bạn nói chống cộng làm sao hòa bình được? Trong khi giá trị của mình chưa được lượng định. Ví dụ như giá trị của chính tôn giáo của mình đã được lượng định chưa? Hãy giờ xã hội đang chửi tôn giáo mình như thế nào? Rõ ràng là xã hội đang chửi tôn giáo ta rất nhiều. Ví dụ như trong vấn đề ấu dâm, lạm dụng tình dục vừa qua, các bạn thấy đấy, cả thế giới chửi. Đại diện tòa thánh bị mời ra khỏi phòng họp về vấn đề nhân quyền. Khi bàn tới vấn đề về quyền trẻ em, đại diện tòa thánh bị mời ra khỏi phòng họp. Như thế thì rõ ràng cả thế giới đang đánh giá và lượng định ta, lượng định chính tôn giáo ta. Thế thì chúng ta thấy là cái tôn giáo ta nó tốt chưa? Và rõ ràng chúng ta thấy là mỗi lần chúng ta nghe linh mục nào đó vi phạm cái gì đó, chính chúng ta đi bào chữa cho các linh mục rằng là các ngài cũng là con người. Nhưng khi đụng tới các ngài, các bạn bảo tụi bay dám đụng vào chức thánh, các bay phạm thánh, các bạn có tiêu chuẩn kép cho chính tôn giáo mình bảo vệ mà không biết đó là gì. Chúng ta thấy đấy, chúng ta phải công tâm công bằng thì mới lập ra được cái quỹ ban công lý và hòa bình. Muốn có công lý và hòa bình là biết đánh giá chính bản thân chúng ta. Khi người khác nói cái xấu của mình, phải biết thừa nhận cái xấu đó để làm chi? Để ta thấy cái xấu đó mà ta bỏ đi cái xấu đó. Trong tôn giáo mình có một câu nói rất hay là thà chặt cái tai tội lỗi đó đi chứ không để cho nó ở đó. Đúng không? Rõ ràng. Và vì vậy cho nên là chúng ta mới thấy được rằng là nếu chúng ta không biết thừa nhận tội lỗi của mình thì làm sao chúng ta mới đến được nước trời với Thiên Chúa. Rõ ràng chính hàng ngày các bạn đang thừa nhận chúng ta có tội tổ tông, nhưng các bạn thấy đấy, các bạn đi xin lỗi hàng ngày, các bạn luôn luôn nói tôi là người tội lỗi cơ mà. Thế tại sao khi người ta nói tội lỗi của mình các bạn lại chối, lại cho rằng phỉ báng? Người Công giáo chúng ta, cả giáo hội chúng ta khi đọc kinh đều nói lỗi tại tôi mỗi đàn, ngày nào cũng lỗi tại tôi mỗi đàn. Nhưng khi người ta nói về tội lỗi của mình lại chối, lại nói người ta, lại nói cái người tố cáo mình là phỉ báng. Có thật không? Khi người ta đưa ra cái hoạt động rất sự thật đó là gì? Đó là Đạo Công giáo đang có sự cố về hàng chục ngàn vụ linh mục lạm dụng tình dục và các ấu dâm đối với các trẻ em. Đúng không? Có không? Các bạn không thừa nhận, người ta càng mà phanh phui nhiều hơn nữa. Nhưng các bạn biết thừa nhận, biết chấp nhận nó và cùng với giáo hội, cùng với cộng đồng tẩy chay các hoạt động đó và tìm kiếm các linh mục có vấn đề cho giáo hội xử lý, và sau đó xử lý xong những con người tội lỗi đó và những người tốt còn lại, chúng ta sẽ có một cái tổ chức giáo hội thánh thiện. Muốn thánh thiện thì đừng bao giờ làm những việc gì không thánh thiện. Mà rõ ràng hiện tại đã có những việc không thánh thiện mà người ta đã phát hiện, tù tội đã có, các linh mục đã bị khai trừ rất nhiều. Vì bây giờ nói ra lại sợ là sao? Trong khi tai thì dỗ ngực nói lỗi tại tôi mọi đàn. Như thế có phải là giả dối không? Các bạn phải biết chấp nhận. Các bạn dỗ ngực nói lỗi tại tôi mọi đàn, nhưng các bạn lại không thừa nhận sai lầm, sai sót của giáo hội. Chính các bạn đang bao che cho tội lỗi, bao che cho cái ác. Mà bao che cho tội lỗi, bao che cho cái ác, liệu các bạn có biến giáo hội ta thành một tổ chức giáo hội thánh thiện không? Công giáo và tông truyền không? Bây giờ tông truyền là gì? Công giáo là gì? Thánh thiện là gì? Thánh thiện, tội lỗi làm sao mà thánh thiện? Một tổ chức tội lỗi làm giáo hội tội lỗi làm sao là một là công giáo được? Mà nói về tông truyền thì rõ ràng nếu mà tội lỗi thì đâu có làm theo lời Chúa đâu mà tông truyền.
Cho nên nếu các bạn muốn giáo hội thánh thiện, công giáo và tông truyền thì phải biết loại trừ những tội lỗi bên trong của mình. Từ bên trong của mình có nghĩa là các bạn đi xưng tội nó với linh mục thì các bạn phải thảm cảm thấy hối hận thật sự về tội lỗi của mình, chứ không phải đi xưng tội vì luật giáo hội. Nếu các bạn đi xưng tội với linh mục vì luật giáo hội thì vậy là các bạn là những kẻ giả dối. Các bạn nói cũng công lý và hòa bình nhưng các bạn lấy cái tâm chống cộng ra để làm, để thực hiện nó, thì các bạn là những kẻ giả hình, giả dối. Đấy. Cho nên các bạn cần biết đó là chúng ta khi đánh giá vấn đề, một vấn đề nào đó phải nhìn cái tổng quan, phải dòm cái lớn hơn. Ví dụ như chúng ta thấy vấn đề giáo dục ở tiểu học của ta, đây là điều rất quan trọng. Cho nên các bạn khi đánh giá, các bạn biết được rằng là chữ viết chúng ta vẫn y như vậy. Chưa bao giờ giáo bộ giáo dục ta đưa chữ viết của giáo sư Bùi Hiền vào giảng dạy. Giáo sư Hồ Ngọc Đại đã có cái phương pháp đó là làm cho học trò của ta nó biết đánh vần và biết tự học, chứ không còn như ngày xưa mà đem về nhà chúng ta đi dạy thêm. Các bạn thấy đấy, vô trường vô lớp học rồi mà về nhà, nếu thay vì các em các cháu mình nó ôn bài lại cho dễ nhớ thì về nhà chúng ta lại phải dạy lại lần nữa. Đó chính là cái sai lầm khi chúng ta không áp dụng công nghệ giáo dục mới. Khi chúng ta có công nghệ giáo dục mới, tụi nhỏ ở trong trường nó học đánh vần xong, về nhà tự lật sách ra biết đánh vần tất cả các chữ và tự nó học. Chúng ta chỉ nhắc nhở con mình học bài. Còn bây giờ các bạn về nhà theo phương pháp cũ, các bạn lại tiếp tục không lấn sâu vào không, những cái vấn đề đó là dạy cho nó học thêm lần nữa không, đó là sai không, không. Hôm nay tôi nói hai vấn đề không, đó là vấn đề chúng ta phải biết chuẩn mực trong chính cái vấn đề đánh giá về cái sách công nghệ giáo dục, cái cách, cái phương pháp giáo dục. Sách thì ai cũng học giống nhau, nhưng mà phương pháp thì mỗi người một cách. Hướng dẫn cho học trò như thế nào để học trò nó biết được, nó hiểu được bài vở, đó chính là cái phương pháp của thầy. Và thông qua cái sự nghiên cứu đổi mới cải cách giáo dục thì chúng ta thấy chúng ta có nhiều cách giáo dục hiệu quả. Thời gian vừa qua chúng ta thấy một bài toán không thể nào chỉ có một cách giải, nó có nhiều cách giải khác nhau. Và cũng vậy, chữ viết của ta trong thời gian qua chúng ta đã thay đổi rất nhiều lần. Rõ ràng ngày xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Đường Cách Mệnh là Bác Hồ, Chủ tịch ta viết chữ K chứ đâu phải là chữ cờ. Nhưng qua quá trình chúng ta cải cách lại, ngày xưa các giáo sĩ công giáo đi truyền giáo, đúng không, họ cũng sử dụng, họ đã chế ra cái tiếng Việt của ta, họ chế ra cái bộ chữ để họ dạy, để đi truyền giáo. Và chúng ta cũng đã cải cách lại. Qua quá trình cải cách chúng ta tìm cái tốt hơn. Chỉ có khi chúng ta ngồi, chúng ta suy nghĩ mài mò và cải biến một vấn đề nào đó thì chúng ta mới tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái hướng đi tốt hơn. Đâu phải đường nào cũng về La Mã là bởi vì sao? Bởi vì cái cách bố trí giao thông ở La Mã, không, nó bố trí như thế nào mà người ta đi đường nào thì người ta cũng quay về cái vị trí đó, mới có cái câu là đường nào cũng về La Mã, không? Đó là mê cung. Cho nên là bây giờ chúng ta, mục đích của ta là cho con mình nó học chữ, đánh vần cho tốt, biết cách đánh vần, không, để chúng ta đỡ cực hơn. Bộ sách công nghệ giáo dục nó đáp ứng được nhu cầu đó cho ta. Cách giáo dục cải cách này nó đã thực hiện được cái mục đích đó, đạt được mục đích giáo dục là thành công à. Cái thứ hai thì tôi nói về cộng đồng công giáo, và nhất là đối với cái giáo phận Vinh. Hiện tại giáo phận Vinh đang lợi dụng cái quỹ ban công lý và hòa bình, lợi dụng cái chữ công lý và hòa bình để thực hiện cái âm mưu chống cộng, tôn vinh những cái người vi phạm pháp luật của Việt Nam. Đây là hành vi không thể chấp nhận được đối với nhân dân Việt Nam, bởi vì nhân dân Việt Nam này có luật pháp, và luật pháp đó nhằm để bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nền hòa bình này. Cho nên những cái người vi phạm luật pháp Việt Nam, tầm tổn hại đến an ninh trật tự của đất nước thì phải bị trừng trị bởi luật pháp quốc gia.
Do đó cho nên là giáo phận Vinh với cái tầm nhìn đó là chống cộng, lợi dụng vào cái nhiệm vụ truyền giáo của mình, ông đã sử dụng cái công lý và hòa, cái quỹ ban công lý và hòa bình để tôn vinh những cái đối tượng vi phạm pháp luật của Việt Nam. Đây là một hành vi không thể chấp nhận được đối với nhân dân. Bởi vì chúng ta nên nhớ, ngoại trừ giáo hội ra, giáo hội thì chúng ta còn xã hội, đúng không? Giáo hội tồn tại bên trong xã hội thì phải thực hiện theo nề nếp của xã hội. Nếu giáo hội không có chuẩn mực về đạo đức thì đó chính là lúc giáo hội đang tự đưa mình vào đường cùng. Hãy xem cách đánh giá của giáo hội về từng vấn đề, về con người, xem có cực đoan hay không, để từ đó rút ra được, không? Để thấy được rằng là những người đang lãnh đạo giáo hội, giáo phận Vinh là những người chưa tốt. Rõ ràng thời gian qua một số người lợi dụng quỹ ban công lý và hòa bình ra những tuyên bố vô cùng trịch thượng đối với xã hội. Chúng ta nên nhớ là ngoại trừ tôn giáo của mình ra còn có các tôn giáo khác, có những người không tôn giáo. Và ngoài ra thì chúng ta cần xã hội này có rất nhiều tôn giáo và rất nhiều người không theo tôn giáo. Có rất là nhiều người đang sống, chín mấy triệu dân sống ở đây đó, thì người ta cần cái trật tự xã hội, cần luật pháp để quản lý xã hội. Tôn giáo, giáo hội công giáo tồn tại trong xã hội thì phải thực hiện luật pháp và hoạt động theo đúng luật pháp để xã hội này được an toàn, không thể nào đứng ngoài luật pháp được. Đấy. Giáo phận Vinh nếu mà không biết, cũng như giáo dân cũng như không biết tự soi xét lại bản thân, không biết xét mình, không tự bao che cho cái xấu, cho chính cái tôn giáo của mình, hoạt động một cách chống cộng, một cách cực đoan, không phân biệt đúng sai, không, thì đó sẽ là cái lúc mà chính nhân dân sẽ phán xét cái giá trị của chính tôn giáo mình. Mang tôn giáo lên mạng xã hội, mang tôn giáo ra làm chính trị, thì chúng ta đang biến tôn giáo của mình trở thành một tổ chức chính trị trong con mắt người dân. Và nó tốt xấu như thế nào thì còn phải do chính người dân đoán định. Do đó cho nên là đừng để cho cái tôn giáo của mình mất đi cái giá trị thiêng liêng, cũng như Thiên Chúa, cũng như là tín ngưỡng của chúng ta bị người khác xúc phạm. Do đó là tôi hy vọng là đối với các bạn, khi mà người công giáo lên mạng xã hội, các bạn cần phải cẩn trọng lời nói. Nếu chúng ta dùng thân phận có tên thánh này, có hình ảnh của chính tôn giáo mình, thì cần phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, để không khéo người ta đánh giá tôn giáo mình, để giáo dục ra những con người xấu. Chúng ta bảo vệ tôn giáo mình bằng giá trị đạo đức, chứ không phải bảo vệ tôn giáo mình bằng việc lời nói hơn thua, bằng cái việc là đem những cái lời nói tục tiểu lên trên mạng đi mà ứng xử với mọi người. Các bạn thấy đấy, các bạn có ứng xử côn đồ về ngôn ngữ đối với người khác trên mạng xã hội thì người ta đánh giá tôn giáo bạn thế nào? Trước mắt là người ta đánh giá gia đình của bạn không biết giáo dục bạn, sau đó người ta đánh giá cái tôn giáo của bạn. Do đó các bạn phải cần cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói của mình ở trên mạng xã hội khi mà dùng cái thân phận tôn giáo. Đó là mấy điều mà tôi muốn trao đổi với các bạn trong hôm nay. Xin cảm ơn các bạn.